Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với TFV. Trong video này thì mình xin giới thiệu với mọi người về một chiếc xe nâng điện của thương hiệu Komatsu. Nó đây nhá, một chiếc xe nâng điện thương hiệu Komatsu màu vàng ạ. Tải trọng nâng của nó là 1,3 tấn nhá, 1 tấn 3 đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng xem một chút về cái bảng model của nó nhá, bảng nhôm của nó đấy ạ. Ở trên bảng nhôm thì chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả các cái thông số cơ bản của chiếc xe. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2011, tháng 7 năm 2011 và sử dụng bình điện 48V nhá. Chiều cao nông của nó là 2,5m. Chiều cao nông của chiếc xe này là 2,5m nhá. Đó, ở tại tâm nâng 500mm thì nó có thể nâng được khối lượng hàng là 1.250 cân đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của chiếc xe nhé. Đầu tiên là khung nâng này, giá nâng và càng nâng này. Đây là càng nâng của chiếc xe này. Chiếc xe này thì sử dụng càng nâng đó là càng sỏ nhé. Đây ạ. Đây là càng sỏ này. Đó, đây là càng sỏ của chiếc xe nhé. Một đầu càng thì được gắn vào giá nâng và một đầu càng thì được tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa để nâng hàng lên. Đây là đầu càng được tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa để nâng hàng lên này. Bên trên này là vị trí bộ phận khung nâng của nó. Chiều cao nâng của chiếc xe này chỉ là 2,5m, chiều cao nâng cao nhất của nó là 2,5m. Nó đang sử dụng khung nâng là khung nâng 2 tầng nhá. Khung 2 tầng nâng. Đây là khung nâng của nó này. Xin anh nâng ạ. Xin anh nâng của nó thì được thiết kế ở hai bên khung nâng nhé. Ở hai bên khung nâng. Đó, bên này và bên kia. Bên cạnh nó thì nó cũng có các cái hệ thống dây tuy ô thủy lực này. Và xích nâng này. Dây tuy ô thủy lực này. Dây thủy lực này. Bình điện thì chiếc xe này sử dụng bình điện 48V. 48V trong đó có 24 cell được xếp nối liền với nhau. Mỗi cell của nó có dung tích là 2V nhé. Mỗi cell là dung tích 2V. Ở trên này là vị trí cabin này. Cabin của nó thì bao gồm vô lăng và các cái cần điều khiển, màn hình hiển thị và nút giữ khẩn cấp, cộng với nút bấm còi. Đây là những cái cần điều khiển này. Trên cần điều khiển thì đã được ký hiệu những cái chức năng của cần này. Đây ạ. Trên cái cần điều khiển thì đã được ký hiệu những cái chức năng của cần rồi, nên là khi chúng ta sử dụng cái cần điều khiển này này rất là dễ, chúng ta không cần phải đi mò xem cái chức năng của cái cần này là để làm gì, mà chúng ta chỉ cần nhìn vào ký hiệu này là chúng ta có thể biết được rồi nhá. Trên đây là màn hình điều khiển này, màn hình hiển thị. Đó. Màn hình hiển thị thì sẽ hiển thị được số giờ hoạt động, số km đang đi, km trên giờ đang đi đấy ạ, và hiển thị các cái mã lỗi của xe nhá. Bên đây là nút dừng khẩn cấp này. Nút dừng khẩn cấp ngắt điện khi xe đang xe nó rơi vào nó gặp phải một cái sự cố nào đó khi thì chúng ta muốn dừng xe khẩn cấp thì chúng ta sẽ ấn cái nút này xuống nhé. Nó sẽ làm ngắt mạch điện ở bình ắc quy với động cơ của xe. Bên này là vị trí ổ khóa này. Ổ khóa này. Mở khóa này. Và tắt này. Bên này là vô lăng này. Vô lăng lái của xe nhá. Đây là nơi cắm sạc. Cắm sạc của xe khi xe hết điện. Chúng ta chỉ cần cắm sạc vào cái rắc này. Cắm trực tiếp lên xe ấy ạ, mà không cần phải thêm một cái gọi là một cái rắc kết nối ở bên ngoài khác. Chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào đây thôi. Thì nguồn điện nó sẽ được nạp trực tiếp vào ắc quy nhá, nạp vào xe nhá. Ở dưới này là, đây là khu vực đứng lái, vị trí đứng lái. Và đây là tựa lưng này. Đây là tựa lưng. Và dưới này là bàn đạp đẩy khung xe và bình điện. Bên này là hệ thống động cơ của xe nâng đứng lái Richard này. Xe Richard này. Đây là động cơ này. Động cơ của xe này. Động cơ của xe nhá. Động cơ của xe. Chiếc xe này thì sử dụng hoàn toàn bánh của nó là chất liệu PU nhá, cho nên là nó rất là bền, các bạn có thể sử dụng được lâu dài nhá. Bên này là hệ thống động cơ. Hiện tại thì chiếc xe này đang có mặt ở
Địa điểm là trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Các bạn có thể đến đây trực tiếp để xem xe nhé. Và có thể liên hệ đến số điện thoại 0916929883 để được báo giá một cách nhanh nhất và được tư vấn về xe nhé. Hoặc là có thể truy cập vào website tfv.vn. Ở trên đó đã có hình ảnh của xe và video giới thiệu chi tiết chiếc xe này rồi. Các bạn có thể lên đó để xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.